về cô gái khỏa thân cho nhóm người chụp ảnh trên đường Lời kể của cháu bé sống sót thần kỳ sau 5 ngày đi lạc trong rừng sâu Thành phố Hồ Chí Minh, một người dân chuyển nhầm gần nửa tỷ đồng tiền nước Nhận định bắt đầu về hiện tượng lạ giếng khoan tự phun ở Gia Lai Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 21 tháng 8, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện Bào Bàng cùng với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời ông Nguyễn Trường Tê, sinh năm 1977, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh lên làm việc. Ông Tê là người chụp ảnh cô gái khỏa thân bên đường ở Bình Dương trong video đang gây xôn xao mạng xã hội. Tại buổi làm việc, ông Tê cho biết Sáng 15 tháng 3, ông cùng hai người bạn nam thuê người mẫu nữ với giá 1,5 triệu đồng cho 2 giờ chụp, đi Bình Dương để chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su để sưu tầm. Để thuận lợi cho việc chụp ảnh, người mẫu nữ đã đưa thêm bạn gái đi cùng đoàn. Trưa cùng ngày, đoàn đã đến Bình Dương và chụp ảnh trong vườn cao su. Sau khi ra ngoài chuẩn bị đi về, ông Tê quan sát thấy con đường vắng với hàng cây thẳng tắp và có sẵn máy ảnh, nên bảo người mẫu đứng vào vị trí bìa vườn cao su sát hàng cây sao trên vỉa hè chụp thêm vài tấm ảnh. Ngoài ra, ông Tê cung cấp thông tin rằng sau khi chụp bộ ảnh mẫu trong vườn cao su thì có đăng trên trang Facebook cá nhân tên RQ vào ngày 30 tháng 7 và cài xem ở chế độ riêng tư. Ông Tê cũng khẳng định các bức ảnh được chụp trong vườn cao su trên vị trí bìa vườn cao su là những ảnh nghệ thuật chỉ với mục đích là làm kỷ niệm, cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Từ những thông tin được cung cấp trên Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ và giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, ngành chức năng sẽ làm việc với các chủ tài khoản để có hướng xử lý. Chiều 21 tháng 8, cháu Đặng Tiến Lâm, 6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã được đưa đến trạm y tế xã Lâm Giang để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Nghe tin cháu Lâm trở về an toàn sau 5 ngày đi lạc trong rừng, rất đông người thân và hàng xóm láng giềng đến chúc mừng, thăm hỏi cháu bé và gia đình. Là người tìm thấy cháu Lâm, ông Lý Văn Nằng, 52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên cho biết, vị trí phát hiện cháu là khu vực đồi sắn, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lang Thíp khoảng 10 km. Khu vực này nằm trong núi sâu, có độ dốc thoải và cây cối rậm rạp. Ông Nằng chia sẻ, khi đó tôi cùng 6 người khác tại thôn đi phát nương cuối của gia đình ở trong rừng. Dự kiến công việc phải đến chiều tối mới xong, nên tôi cùng mọi người chuẩn bị cơm nắm mang đi để tiện ăn uống. Sau buổi phát cỏ trên dãy, ông nằng trở về lán ăn trưa cùng mọi người. Lúc này, ông bất ngờ nghe tiếng trẻ con kêu khóc thất thành. Ông nằng nhớ lại, khi nghe thấy tiếng khóc, tôi cố gắng bước chậm lại để nghe tiếng khóc rõ hơn và lần theo hướng của tiếng khóc. Một lúc sau, tôi phát hiện cháu bé ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được. Theo chia sẻ của người đàn ông 52 tuổi, thời điểm phát hiện, cháu Lâm hoảng loạn và khóc nhiều. Trên người cháu mặc quần áo cọc màu đỏ, tay chân có vài vết xây sức nhẹ, không lấm mẩn nhiều. Đặc biệt, những ngày qua trên địa bàn xã Lang Thíp có mưa, nhưng bé trai không hề bị ướt, quần áo và đầu tóc khô ráo. Sau khi vỗ về cháu Lâm, ông nàng đã trấn an, cõng cháu về lán ăn bánh, rồi báo tin đến chính quyền địa phương và cơ quan công an. Hiện cháu Lâm được chăm sóc tại trung tâm y tế xã Lâm Giang, tình hình sức khỏe tạm ổn, tuy nhiên cân nặng của cháu bị thiếu hụt, tinh thần vẫn chưa ổn định, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm. Trước đó, cháu đặng tiến Lâm cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn. Sau đó, cháu Lâm cùng các anh chị em họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em của Lâm đang mải hái quả xoan rừng thì cháu rẽ lên khu vực trồng sắn và mất tích không thấy đâu. Theo lời kể của cháu bé, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng nên Lâm cứ đi xa mãi vào rừng rồi lạc vào các đồi nương. Cháu Lâm kể lại, đói thì cháu lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì cháu xuống suối uống. Tới đâu thì ngủ vạ vật ở đó, vì sống ở vùng rừng núi nên cháu biết cây, lá nào có thể ăn được. Tối 21 tháng 8, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hạn thương mại một thành viên Sawako cho biết đơn vị này vừa trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho một người dân tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một người dân tại xã Phong Phú khi thanh toán hóa đơn tiền nước tháng 8 năm 2024 trị giá 494.000 đồng đã chuyển nhầm thành 494 triệu đồng vào tài khoản của xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn, đơn vị thuộc Sawako. Ngay sau khi phát hiện sự việc, xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn đã liên hệ với vị khách chuyển nhầm để trả lại tiền. Theo Sawako, việc chuyển nhầm, chuyển dư hóa đơn tiền nước không phải là trường hợp hiếm gặp tại đơn vị này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có khách hàng chuyển nhầm với số tiền lớn như vậy. Sawako khuyến nghị người dân cần chú ý, cẩn thận khi nhập số tiền hóa đơn thanh toán. Đối với các khoản tiền thừa hay thiếu, đều được Sawako liên hệ trực tiếp với khách hàng để làm rõ ngay. Đại diện Sawako cho rằng do trong giai đoạn chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt nên nhiều khách hàng vẫn chưa quen sử dụng dịch vụ. Ngay cả những người làm doanh nghiệp cũng có lúc nhầm lẫn. Để hỗ trợ chuyển đổi phương thức thanh toán phù hợp, Sawaco đã xây dựng các ứng dụng, các app giao tiếp, hợp tác với nhiều kênh thanh toán, tạo mã QR để thanh toán thuận lợi hơn cho khách hàng. Ngày 21 tháng 8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung thuộc Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo kết quả khảo sát hiện tượng giếng khoan tự phun tại xã Iakli, huyện Trư Prong. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nước có chất lượng khá tốt, hầu hết các thông số phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm. Kiểm tra tại hiện trường thấy nước có vị the, hơi ngọt, nước trong, nhiệt độ bình thường, không có mùi, hỗn hợp khí, nước phun cao từ 20 đến 22 mét. Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, hiện tượng hỗn hợp nước khí tự phun tại giếng khoan xảy ra sau thời điểm xảy ra các trận động đất ở Con Tum 2 ngày, nên rất ít có khả năng hiện tượng này do động đất gây ra. Phía chính quyền địa phương cũng có nhận định này. Liên đoàn nhận định, khí tự phun lên mặt đất có thể do quá trình khoan đã chạm đến chiều sâu phân bố của một túi khí, độ sâu 186m trở xuống. Nguồn gốc, đặc điểm khí chưa xác định chính xác, cần được nghiên cứu chi tiết bằng các nghiên cứu chuyên sâu, nước trong hỗn hợp khí và nước có thể là đồng hành trong mỏ hoặc nước trong lỗ khoan ở phần trên của mỏ khí chất lượng nước và khí chưa được ghi nhận các chỉ tiêu cảm quan như màu sắc mùi vị của các thành phần nguy hại đến sức khỏe người dân nước có chất lượng tốt với các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm bởi vậy có thể nhận định nước trong lỗ khoan có nguồn gốc cung cấp từ nước mưa thông qua quá trình cung cấp ngấm trực tiếp từ trên mặt đất qua các tầng đất đá thấm nước, ít có khả năng là nước trôn vùi trong các mỏ ở các cấu trúc nằm sâu bên dưới lòng đất hoặc các nguồn gốc nội sinh khác. Tuy nhiên, theo liên đoàn, để kết luận chính xác cần được dựa trên các thí nghiệm khảo sát chuyên sâu khác. Trước đó hồi cuối tháng 7, ông Phạm Xuân Hòa ở làng Clã, xã Yakli, cần nước tưới cho cây đã khoan giếng cũ của gia đình sâu hơn 100 mét nhưng không có nước. Sau đó, ông khoan thêm chừng 90 mét thì bộ dụng cụ khoan nặng khoảng 21 tấn bị lực nâng lên. Khi kéo máy khoan lên, giếng nằm ở trên đồi xảy ra hiện tượng phun khí, nước cao hàng chục mét, đến nay chưa dừng. Theo ông Hoàng Văn Long, chuyên gia Viện Dầu Khí Việt Nam, trong lòng đất hoặc vùng ngập nước có nhiều vi sinh vật, khi chết sẽ lắng xuống trầm tích, làm lớp này giàu chất hữu cơ, bùn đất và xác sinh vật. Ở nhiệt độ và áp suất nhất định, chất hữu cơ phân hủy thành các hydrocarbon, phần lớn là khí mê khi đốt bếp ga và một số loại khác, H2S, CO2, lượng khí nạp vào lòng đất càng nhiều thì áp suất càng tăng, túi khí sẽ giải phóng khi có vật tác động. Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian qua, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an thu thập, xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng kích sóng đất nền thông qua các phiên đấu giá đất. Theo vị lãnh đạo trên, việc đấu giá đất do cấp địa phương tự tổ chức nhưng vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất vùng ven ở các huyện Đan Phượng, Thanh Oai và Hoài Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt lên gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá đất. Thực tế, giá trung đấu giá đất các huyện vùng ven Hà Nội liên tục đội lên, phiên sau luôn cao hơn trước. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản. Trước đó ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Phiên đấu giá này có tới 1.252 bộ hồ sơ nộp tham gia đấu giá. Kết quả có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên 99,2 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá cao với thực tế. Sau phiên đấu giá trên, ngày mùng 10 tháng 8 vừa qua, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sụp sôi khi phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có tới khoảng 1.600 người nộp 7.000 bộ hồ sơ vào tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng một mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng ở xã Thanh Cao đã cao gấp từ 5 đến 8 lần. Chưa dừng lại ở mức giá trên, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức với hơn 1.100 bộ hồ sơ gửi tham gia trả giá mới đây tiếp tục làm nóng bỏng thị trường. Phiên đấu giá này trải qua 9 vòng đấu, kéo dài trong suốt 19 giờ đồng hồ từ 9 giờ ngày 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 đã lập kỷ lục mới về giá đất nền ở ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, giá trung đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông đối với LK03 12 là thửa ở góc có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 mét vuông so với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng. Lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá trung đấu giá cao thứ hai là LK03 6 và LK04 6 lên đến 127,3 triệu đồng một mét vuông. 14 lô còn lại có giá trúng đấu giá từ 97,3 triệu đồng đến 121,3 triệu đồng một mét vuông. Có hai lô trúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, tại các phiên đấu giá trên, nhiều hội nhóm môi giới bất động sản cũng có mặt bật chế độ phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để tường thuật không khí xung quanh khu vực đấu giá nhằm mục đích thổi giá, đầu cơ kiếm lời. Chiều 20 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sự thật đằng sau câu chuyện này dần được hé lộ. Nhóm cầu thủ này gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi và tiền vệ Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi. Tuy nhiên, sau phần kiểm tra căn cước, thẩm phán thông báo hoãn phiên tòa do luật sư của bị cáo Dương Quang Tuấn vắng mặt. Việc hoãn này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa sẽ mở lại ngày 27 tháng 8. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 5 tại phòng 501, khách sạn BM, thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Nhóm 5 cầu thủ trên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 5 cô gái. Trong số này có một cô gái 17 tuổi các bị can thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trong đó đinh thanh trung là người chủ mưu thông báo địa điểm trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và rủ người khác đến sử dụng cùng dương quang tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy chuẩn bị công cụ đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp xào ma túy ketamin cho người khác sử dụng đưa ma túy cho người khác sử dụng nguyễn trung học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy đưa ma túy cho người khác sử dụng và cũng rủ một người khác đến sử dụng cùng. Nguyễn Ngọc Thắng là người chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và là người chuẩn bị nước ngọt, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện tại vẫn chưa có án phạt nào được đưa ra về vụ việc trên. Thế nhưng, Đinh Thanh Trung và Nguyễn Ngọc Thắng được đánh giá có những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định. Đinh Thanh Trung là cựu tuyển thủ quốc gia, và từng danh quả bóng vàng Việt Nam 2017. Trong khi đó, Ngọc Thắng từng là sao mai triển vọng, nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam. Năm cầu thủ này hiện đang bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm thi đấu vô thời hạn. Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19 tháng 8 đồng thời giao phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Tiến Việt, phó hiệu trưởng nhà trường làm phó hiệu trưởng phụ trách cho đến khi có quyết định mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh là hiệu trưởng đầu tiên từ tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ khi trường này được thành lập, trước đây là khoa luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, suốt 24 năm gắn bó với công tác giảng dạy, sự nhiệt thành, tâm huyết của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã truyền lửa đam mê góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Và 18 năm gắn bó làm công tác quản lý, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã cùng với các cộng sự xây dựng được Bộ Khung Chiến lược Phát triển Nhà trường, đồng thời đã đưa thương hiệu Trường Đại học Luật lên tầm cao mới. Tuy nhiên, sau khi đăng tải thông tin, nhiều bình luận cho rằng việc xin từ chức của Tiến sĩ Quế Anh liệu có liên quan đến sự việc lùm xùm của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Được biết, ông Vương Tấn Việt có nghi vấn chưa tốt nghiệp cấp 3 dùng bằng giả nhưng đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào tháng 9 năm 2021, đồng thời có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm. Trong khi theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3 đến 4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Nhưng nơi ông Việt được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật là Trường Đại học Luật Hà Nội chứ không phải Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, việc tiến sĩ Quế Anh thôi chức vụ hiệu trưởng không liên quan tới sự việc của ông Việt. Năm 2017, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1, trình độ đại học luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau đó, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân với loại giỏi và tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Đến năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo thông tin của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái, vào trưa ngày 19 tháng 8, tại km 4 800 đường quốc lộ 32C với IC12, cao tốc nội bài Lào Cai, địa phận thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 29A 371 4 x do anh Trần Tiến Ngờ ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái điều khiển di chuyển theo hướng cầu giới phiên IC12 trên xe có hai người là ông Nguyễn Đức Hợi và bà Nguyễn Thị Luận, cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái. Khi xe ô tô đi đến khu vực vòng xuyến thì bị chiếc xe máy phân khối lớn mang biển kiểm soát 69A1 00416 do Vũ Thị Thêm sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú ở An Thịnh, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển theo hướng đường Âu Cơ, cầu Tuần Quán, đi với tốc độ nhanh đâm trúng. Hậu quả làm ba người bị thương gồm hai người trên ô tô và lái xe mô tô, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo camera của nhà dân ghi lại, chiếc xe máy phóng nhanh qua ngã tư và đâm vào ô tô trong vòng xuyến. Sau cú đâm cực mạnh của chiếc xe máy phân khối lớn, xe ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe. Xe máy thì bị hư hỏng nặng phần đầu. Được biết, Vũ Thị Thêm học lái tại trường trung cấp nghề Châu Hưng, tỉnh Hưng Yên và có giấy phép lái xe hạng A2 do cơ quan có thẩm quyền cấp vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Sau vụ tai nạn, lực lượng kiểm tra hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện. Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 8, đại diện Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị nắm được các nội dung trên TikTok tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng và đang vào cuộc xác minh. Theo đó, trong các clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, một người vừa khóc vừa cho rằng bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội gây nhiều đau khổ cho bệnh nhân khi chi phí điều trị xạ trị 200.000 đồng mỗi lần và việc ưu tiên bệnh nhân đi cửa sau. Người này còn ám chỉ rằng tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cơ sở 3 Tân Triều. Bệnh viện ca sau đó phát thông cáo báo chí liên quan các thông tin vu khống, bịa đặt sai sự thật về bệnh viện đang lan truyền trên mạng xã hội. Thông báo nêu rõ chị DTT đến bệnh viện ca cơ sở 2 tại Tam Hiệp phát phiếu kêu gọi bệnh nhân đến nhận đồ ăn từ thiện và quay phim người bệnh đang điều trị. Điều này vi phạm quyền riêng tư của người bệnh và các quy định về tổ chức phát quà từ thiện tại bệnh viện. Khi bị bảo vệ phát hiện mời ra khỏi khuôn viên, chị này có những hành động phản cảm, lớn tiếng chửi bới và thách thức nhân viên bảo vệ gây mất trật tự tại bệnh viện. Sự việc sau đó được báo cáo lên công an xã Tam Hiệp và công an huyện Thanh Trì để xử lý kịp thời. Sau sự việc, chị DTT tiếp tục tạo dựng và đăng tải thêm nhiều video, clip với nội dung sai lệch về việc mình bị hành hung, kèm theo những lời lẽ xúc phạm nặng nề với đội ngũ bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện K. Đại diện bệnh viện nói, những thông tin bịa đặt đã gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, cản trở công tác khám chữa bệnh hàng ngày. Bệnh viện K đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Y tế và đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo đúng quy trình pháp luật. Tất cả các diễn biến vụ việc xảy ra đều được camera tại khuôn viên Bệnh viện K, cơ sở 2 Tam Hiệp ghi lại. Những bằng chứng này cùng với biên bản hiện trường được nộp lên cơ quan chức năng, chứng minh rằng các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt và mang tính chất vu khống. Bệnh viện K khẳng định mọi hoạt động của bệnh viện từ trước đến nay đều được tổ chức, quản lý và giám sát chặt chẽ theo các quy định pháp luật, và các cơ quan chức năng liên quan. Các quy định về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp luôn luôn được thực hiện nghiêm túc với khung giá và niêm yết dịch vụ khám chữa bệnh công khai theo quy định của Bộ Y tế. Đại diện bệnh viện ca nói và cho biết, chúng tôi gửi đơn trình báo và tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý liên quan. Vụ việc đang được xử lý theo đúng trình tự pháp luật, bảo vệ quyền lợi và uy tín của bệnh viện. Ngày 20 tháng 8 Lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phân luồng giao thông tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe khách. Trước đó lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo một người bị mắc kẹt dưới gầm ô tô khách du lịch loại 45 chỗ ngồi trên tuyến đường Hoàng Sa, khu vực gần chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà. Trung tâm liền điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Sơn Trà và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 ô tô chuyên dụng đến giải cứu. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn xác định người bị nạn đang mắc kẹt dưới gầm phía sau xe khách trong tình trạng đa chấn thương. Họ tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe khách, tạo khoảng hở để cứu nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, đội cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra an toàn và được lực lượng y tế sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện. Thông tin ban đầu, nữ du khách bị nạn mang quốc tịch Hàn Quốc, 32 tuổi, khi chạy xe máy, cô ôm cua thì bị ngã, lao vào gầm xe khách.